chính phủ Ukraine đã ra lệnh hơn 200.000 người dân sơ tán bắt buộc khỏi các khu vực ở Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Đây cũng là khu vực mà Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố chủ quyền và bị Kiev bác bỏ. Theo đài RT của Nga, Phó Thủ tướng Ukraine bà Irina Vereshchuk giải thích về quyết định sơ tán người dân tại Donetsk rằng chính quyền sẽ không thể đảm bảo cung cấp hệ thống sưởi cho cư dân trong khu vực này trong những tháng lạnh giá. Phó Thủ tướng cho biết do thiếu hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt và tình trạng mất điện trên diện rộng sẽ không có năng lượng sưởi ấm ở khu vực Donetsk trong mùa đông. Do đó, khoảng 200 đến 220.000 cư dân sẽ phải rời nhà cửa. Theo bà Vereshchuk, các cuộc sơ tán bắt buộc được cho phép theo luật pháp Ukraine và nói rằng những người từ chối rời đi sẽ phải ký một văn bản xác nhận rằng họ hiểu hậu quả quyết định của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Lạm phát ở các nước châu Âu sử dụng đồng euro đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 7 với 8,9% do giá năng lượng tăng cao xuất phát từ xung đột Ukraine. Tuy nhiên, nền kinh tế khu vực vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến dù ít ỏi trong quý 2 năm nay. Theo con số vừa được Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu công bố, lạm phát hàng năm ở 19 quốc gia của khu vực đồng euro đã tăng lên 8,9% vào tháng 7 so với mức 8,6% trong tháng 6. Trong nhiều tháng, lạm phát tại khu vực Eurozone đã ở mức cao nhất kể từ năm 1997. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất vào tuần trước lần đầu tiên trong 11 năm qua và báo hiệu một đợt tăng tiếp vào tháng 9. Giá năng lượng trong tháng 7 tăng 39,7%, chỉ giảm nhẹ so với mức tháng 6 do lo ngại về nguồn cung khí đốt. Giá thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng 9,8%, nhanh hơn mức tăng được công bố vào tháng 6 do chi phí vận tải cao hơn. Tình trạng thiếu hụt và nguồn cung ở Ukraine không chắc chắn. Trong khi đó, nền kinh tế của khu vực Eurozone đã tăng trưởng từ tháng 4 đến tháng 6 với mức tăng 0,7% so với quý 1. Chỉ trong một tuần, thế giới đã ghi nhận thêm khoảng 5.000 ca mắc đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc trên toàn cầu lên hơn 22.000 ca. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Margaret Harris đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn đậu mùa khỉ trở thành đại dịch toàn cầu như COVID-19. Hiện 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca mắc đậu mùa khỉ. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện hơn 50 đột biến của virus đậu mùa khỉ, trong đó có chủng siêu lây nhiễm tại châu Âu. Mới đây, Tây Ban Nha và Brazil là những quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi ghi nhận những ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ. Sau hơn 2 tháng kể từ khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên bên ngoài châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới đã kích hoạt mức cảnh báo cao nhất, coi đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc WHO đánh giá đợt dịch này là mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng và các nước cần phối hợp để ngăn chặn chuỗi lây lan sớm nhất có thể, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn hiện hữu. Số ca nhiễm trên thế giới đã tăng 77% từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, trong đó có nhiều trường hợp là bệnh nhi. Con số lây nhiễm thực tế có thể còn cao hơn do nhiều nước hạn chế về năng lực xét nghiệm đậu mùa khỉ. Nhà Trắng cho biết kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 7 cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 chỉ hơn 3 ngày sau khi ông kết thúc thời gian cách ly. Trong một lá thư, bác sĩ của Nhà Trắng ông Kevin O'Connor khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden không tái phát các triệu chứng của bệnh COVID-19 và vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Theo chỉ dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Tổng thống Joe Biden sẽ phải tiếp tục cách ly trong ít nhất 5 ngày. Cơ quan này cho biết phần lớn các ca tái mắc COVID-19 ở Mỹ có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và chưa có báo cáo về các ca diễn biến nặng. Ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích trong đợt lũ lụt lớn càn quét khắp Iran hơn một tuần qua. Trong khi đó, cảnh báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn biến trong những ngày tới. Theo hãng tin IRNA, kể từ ngày 23 tháng 7, đã có 59 người Iran thiệt mạng và 30 người mất tích do lũ lụt. Trước thời điểm đó, những trận lũ quét do mưa lớn gây ra ở tỉnh miền Nam Fars, vốn thường khô hạn, cũng đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. 60 thành phố, 140 thị trấn và hơn 50 ngôi làng trên khắp đất nước Iran bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tỉnh Tehran là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 35 người thiệt mạng, trong khi tỉnh Mazandaran gần đó lại có số người mất tích cao nhất, lên tới 20 người. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 30 tháng 7 đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi nhà chức trách thực hiện những biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả.
Ước tính thiệt hại ban đầu trong lĩnh vực nông nghiệp trong đợt lũ này tại Iran đã lên tới khoảng 200 triệu đô la Mỹ.